Chủ nhật thứ 27 thường niên năm A. Bài chia sẻ ngôn sứ Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất, nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi quét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đảng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tang hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mưa đừng đổ mưa xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là dân xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Chờ đợi họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, Đức Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, người Á Đông chúng ta mỗi khi nói về một điều gì tế nhỉ, thường chúng ta sẽ dùng những kiểu nói văn chương bóng bẩy. Chẳng hạn như có một câu: cánh cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Khi nghe câu này chúng ta biết cái cò là gì? Có phải là một con động vật không? Xin thưa, hoàn toàn là không phải. Nói là một người phụ nữ tần tảo vất vả để nuôi sống gia đình. Một lối nói ẩn dụ, một lối nói văn chương để cho ra một hình ảnh cao hơn, thâm thúy hơn. Và cũng trong cái góc nhìn đấy, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng trích tin mừng theo Thánh Matthew, ngôn sứ Isaiah và Chúa Giêsu dùng chung một hình ảnh, đó là vườn nho, để nói lên lời mời gọi của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Dân Chúa chính là vườn nho theo cái nhìn của ngôn sứ Isaiah. Còn theo góc nhìn của Chúa Giêsu thì dân Chúa chính là những tá điền để canh tác vườn nho đó. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah ở chương 5. Lúc này thì ngôn sứ đang trong những giai đoạn đầu tiên của sứ mạng của mình, khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Lúc đấy thì liên minh Syria và vương quốc phía Bắc chưa có tấn công thành thánh Jerusalem. Và
Với hình ảnh vườn nho thì ngôn sứ cho thấy rằng ông chủ của vườn nho đó chính là Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa, một người chủ đã phải vất vả để cào, để cuốc đất, để nhặt đá, để xây vọng gác, cũng như để quét bồn đảm nho. Làm sao để có một vườn nho thật là tốt tươi? Những hình ảnh ấy tượng trưng cho những ân sủng mà dân Chúa đã được đón nhận trong suốt thời kỳ cựu ước. Và Thiên Chúa thì chờ đợi vườn nho sinh ra những quả thơm trái ngọt. Tuy nhiên, ở trong giai đoạn đấy thì dân Chúa tạm sinh toàn những trái nho dại, như là việc tội thờ ngẫu tượng, sống bất công, sống áp bức và nạn bạo lực. Và hậu quả của cái việc không đáp lại hồng ân của Chúa, đó là Chúa sẽ bỏ vườn nho ra hoang dã, Ngài sẽ không chăm sóc vườn nho nữa. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 21, Chúa Giêsu kể về dụ ngôn những tá điển gian nhân. Ngài mượn lại hình ảnh của Isaiah năm xưa nói về vườn nho, và ông chủ vườn nho vẫn chính là Thiên Chúa. Ngài cũng chăm sóc vườn nho, cũng đào bồn, cũng rào dầu, cũng xây tháp canh và cho những tá điển thuê. Và điều kiện là nếu đã thuê thì phải trả hoa lợi cho người chủ đất. Và đến khi thu hoa lợi thì ông chủ là Thiên Chúa đã sai những đầy tớ đến. Những đầy tớ ấy là các môn sứ. Ngài sai hết những đợt này đến đợt khác đến. Tuy nhiên, những người tá điển không những không nộp phần hoa lợi phải có, phải nộp, mà thậm chí đã bắt các người tôi tớ đánh đập, ném đá, giết chết. Và thậm chí đứa con duy nhất mà ông chủ sai đến, họ cũng giết luôn. Và hậu quả rằng Thiên Chúa lấy lại vườn nho, đem quân đi tru diệt cái bọn sát nhân đó và giao vườn nho cho những người khác. Vâng, Chúa Giêsu cách chúng ta hơn 20 thế kỷ. Nếu bây giờ Ngài hiện diện ở đây, Ngài sẽ xem giáo xứ Bình Thoái của chúng ta cũng là một vườn nho. Ngài cũng rào dầu xung quanh. Chúng ta thấy tường rào của chúng ta chắc chắn lắm, cũng có tháp canh, rồi cũng gửi các ngôn sứ đến. Các ngôn sứ là các linh mục, rồi các nữ tu, rồi có các thầy đến, rồi thậm chí gửi một số những người hướng dẫn dạy dỗ khác đến. Và điều kiện mà Ngài mời gọi chúng ta cũng là hãy sinh những hoa lợi. Chúng ta không có quyền sở hữu trên vườn nho Bình Thoái này. Chúng ta chỉ là những người quản lý, những người cộng tác với Chúa để sinh hoa lợi. Và cứ đến thời, đến buổi, Ngài sẽ đòi chúng ta hoa lợi. Nếu chúng ta không sinh hoa lợi thì vườn nho Ngài sẽ lấy lại. Chúng ta ở đây có thể đặt với nhau một câu hỏi: vậy Chúa chăm sóc tôi ở chỗ nào? Bởi vì tôi thấy cảnh vật mỗi ngày, những sinh hoạt hàng ngày cứ diễn ra một cách bình thường. Điều mà chúng ta xem là bình thường, nhưng ở một số nơi khác đó là một hồng ân rất là lớn mà chúng ta không biết. Xin kể lại câu chuyện của giáo điểm Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A. Vĩnh Lộc A là hiện nay là cha Thông đang chăm sóc. Cha Thông là người họ Bigae đấy. Cha Thông kể là trong những ngày đầu đến để mà làm việc đó, dân lễ xong là mấy anh nhà nước đứng ở ngoài cầm sẵn cái biên bản, cứ lên dân lễ là xuống ký biên bản phạt, không có cho dân lễ. Bên Vĩnh Lộc B còn thê thảm hơn, bên Cha Thông chỉ ký khoảng có một vài tuần thôi, còn bên Vĩnh Lộc B ký 2 năm trời, cứ dân lễ là xuống ký biên bản, dựng một cái cột lên là bị đập. Nên điều chúng ta có đây
là một hồng ân mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Ở bên Vĩnh Lộc B, 1.800 em thiếu nhi mà không có một phòng giáo lý nào. Các con thiếu nhi được học trong phòng giáo lý, rồi có quạt, rồi có tivi, rồi có đầy đủ các anh chị hướng dẫn. Còn ở bên Vĩnh Lộc B không có được như vậy. Học cứ tụng 5, tụng 7, nhà hài cốt có, cứ chỗ nào trống là ngồi học thôi, mưa gió là chạy thôi. Nên đây là những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có được cơ sở vật chất tốt nhất, chúng ta có được những con người, những hội đoàn đang hoạt động, chúng ta có được một môi trường thật tốt để có thể giáo dục con cái của chúng ta. Môi trường lành mạnh, môi trường giáo lý, môi trường nhà thờ và môi trường họ đạo, đấy là những hồng ân, như là những cái tháp canh, như là những cái bồn mà Thiên Chúa ban cho vườn nho Bình Thái của chúng ta. Nếu chúng ta không sinh hoa lợi, chỉ sống, chỉ giữ cho khỏi mất đạo, chỉ giữ đạo, sống đạo một cách tối thiểu nhất, thì nho chúng ta ăn còn không đủ thì lấy gì nộp lại cho Chúa. Nên để có thể nộp lại cho Chúa những hoa lợi, trong bài đọc 2 chức thư gửi thiên hữu Philippe, Thánh Phaolô gợi lên cho chúng ta một số những công việc. Thưa anh em, những gì là chân thật, là cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Con xin thêm một câu nữa, tiếp thư của Thánh Phaolô, những gì làm cho người ta nhận biết Giêsu thì chúng ta hãy để ý và thực hiện. Như vậy chúng ta khi Chúa gửi các đầy tớ đến để thu hoa lợi, chắc chắn chúng ta sẽ có được những hoa lợi để chúng ta nộp về cho Chúa, và Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Ngài chắc chắn sẽ ban nhiều hơn những hồng ân để giúp cho vườn nho Bình Thái của chúng ta ngày một xanh tốt, ngày một chịu quả thơm ngon ngọt hơn. Amen. Chị em cha mẹ chào các con thiếu nhi. Rồi vỗ tay to chào nhau nè. Hôm nay tin mừng cho thánh nào? Rồi mời con. Chương bao nhiêu? Rồi, rồi con. Thưa cha. Thưa cha là chương 21 từ câu 33 tới câu 143. Chính xác, con nhắm mắt lại là to. Nghe con trả lời cha hồi hộp quá, chỉ sợ con trả lời không đúng thôi. Mà trả lời đúng rồi tuyệt quá. Chúa Giêsu kể chúng ta đang nghe một dụ ngôn đó tên là, tên của dụ ngôn là gì? Rồi mời con. Tên dụ ngôn là? Thưa cha. Dụ ngôn tên là? Con biết không? Rồi con ra đây. Con ngồi xuống đi con. Con đi ra đây. Con hãy nói tên của dụ ngôn xem. Thưa cha. Biết được có chữ nho rồi. Rồi thầy cho em đeo kiếng đen á, con đeo kiếng đen á. Rồi con đứng lên đi. Dụ ngôn tên là gì con? Giơ tay thì khí thế mà trả lời hụt hoài. Rồi con thư. Dạ ngôn cha là tá điều xác nhân. Rồi chính xác, một tràng pháo tay to, đúng rồi ha. Dụ ngôn những tá điền sát nhân, vỗ tay to khen em nè. Cha thì thích nghe các con kể là những dụ ngôn này lắm, những câu chuyện này lắm. Cha nghĩ cộng đoàn cũng thích như vậy. Bạn nào có thể kể lại được dụ ngôn này cho mọi người cùng nghe nè? Bạn nào kể được? Rồi, ngồi kế bên Long á, bạn đeo kiếng đen á. Cha là có một dụ, có một cô dụ nho mà ông xây một cái cam cho mấy người đàn ông này canh, mà ông không muốn. Con gái của ông lớn, và mấy người đó xin nghĩ ra là những điều gì con trong gia đình nhau.
Ông chủ xử lý sao? Rồi tiếp, rồi trao bình nho cho ai? Cho mấy người khác. Rồi để làm gì? Trao bình nho cho người khác để làm gì? Cái mục đích nãy giờ con vẫn chưa nói được. Rồi sao nữa? Rồi tới mùa thì sao? Thu hoạch rồi sao nữa? Nói rõ hơn, đúng rồi đó, con hiểu đúng rồi đó, con nói lại rõ lên. Đúng rồi, một tràng pháo tay thật to, chính xác rồi ha. Ông chủ có một vườn nho rất là đẹp và ông ta rào hàng rào xung quanh giống như là cái hàng rào nhà thờ nè. Nhưng mà chắc không đẹp bằng hàng rào nhà thờ chúng ta đâu. Rồi sau đó ông đào một cái bồn để đạp nho rồi xây một tháp, tháp canh. Dù ngôn này có rất là hay bởi vì tất cả những chi tiết đều có những ý nghĩa của nó. Vậy bây giờ cho hỏi các con nè, ông ta rào dầu rồi đào bồn rồi xây tháp canh, ý nghĩa thực tế của công việc này là gì? Những cái chi tiết đó có ý nghĩa gì? Rồi mời con. Những chi tiết đó có ý nghĩa gì? Nhằm bảo vệ vườn nho. Đúng rồi, một tràng pháo tay cho con, chính xác ha. Nhưng mà dụ ngôn không chỉ dừng lại chỉ bảo vệ vườn nho. Ý của Thiên Chúa đó là bảo vệ hội thánh, bảo vệ những người tin theo Chúa. Vậy những cái bồn đạp nho, những cái tháp canh đó nó tượng trưng cho điều gì để bảo vệ cho dân của Chúa? Biết không? Những cái đó nó tượng trưng cho những ân sủng của Chúa ban cho chúng ta để bảo vệ cho chúng ta. Bây giờ các con thử tưởng tượng xem, theo các con á, thì Chúa ban cho chúng ta những ân sủng gì đặc biệt mà các bạn không có đạo, các bạn ở giáo xứ khác không có mà xứ của chúng ta có? Chúa ban cho chúng ta đặc ân gì, ân sủng gì? Rồi mời con. Con đứng lên đi để thầy thấy con. Đúng rồi, Chúa ban cho con đặc ân gì mà so với những bạn khác, những bạn không có đạo hoặc là những bạn ở xứ khác không có mà chúng ta có? Nói lại, con nói lại. Biết truyền đạo cho mấy bạn khác. Chả, cái câu này nghe thấy nó lớn quá ha. Cũng là đang gợi ý cho các con đó. Rồi, mời con. Con thử nghĩ xem, xứ của chúng ta hay là đối với con, với những bạn không có biết Chúa thì con có cái gì? Ban phép lành. Ban phép lành là làm sao cho chưa hiểu. Rồi cảm ơn con ha. Rồi mời con. Con thì nghĩ con có cái gì mà các bạn không có mà là con cảm thấy mình hơn các bạn để mình có thể tạ ơn Chúa với Hồng Anh đấy. Rồi con ngồi xuống đi. Rồi cha mời Chí. Mấy bạn kia cũng có tài, có nghĩa là mình có những ân sủng gì đặc biệt. Chứ kể cái thông thường thì nhiều lắm, chúng ta sẽ không có giờ để kể. Cảm ơn Chí. Rồi mời con. Bên này là thầy. Em này nè. Con thử xem có ân sủng gì đặc biệt mà con có mà các bạn khác không có. Con cứ trả lời đi. Chúng ta được rửa tội. Một đặc ân đặc biệt. Một tràng pháo tay thật to. Đúng rồi ha. Các con nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng mà đi lên trường các con á, bắt đầu được mấy bạn được rửa tội đâu. Rồi chúng ta được học giáo lý ha, chúng ta có những phong trào thi đua rất là nhiều, những cái ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta, ví như là những cái tháp canh mà Chúa đặt ở đấy để trông giữ linh hồn của chúng ta, cũng như là trông giữ linh hồn của bạn của chúng ta trong lớp của chúng ta như vậy ha. Và bổn phận của chúng ta là gì? Khi Chúa ban chúng ta nhiều hồng ân như vậy thì bổn phận chúng ta là gì? Rồi mời Chí. Truyền đạo bằng cách nào?
Truyền đạo bằng cách nào? Trong tháng này có một hoạt động. Dạ đi chạy hậu quan thầy đạo. Trong tháng này có chuỗi mình côi, đó là một âm thầm thôi. Rồi cảm ơn con, một hoạt động khác nổi bật hơn. Rồi cho mời bạn ở dưới đó giơ tay đó, đúng rồi. Trong tháng này có hoạt động gì? Ngày hội truyền giáo. Rồi cảm ơn con, đúng rồi, cho chàng pháo tay thật to. Nhưng mà cha dặn các con như vậy, khi các con mời bạn á, ngày 22 tháng 10 đó, mà bạn đến đây các con không nói là ngày hội truyền giáo nha. Tại vì nghe cái chữ truyền giáo thì một số những phụ huynh của các bạn cảm thấy khó chịu lắm á. Chúng ta nói là ngày hội loan báo tin mừng, thì chúng ta cứ loan báo, còn ai tin theo thì chuyện đó là của họ. Thì đó người ta mang tính tự do hơn ha. Chúng ta không dùng hai chữ truyền giáo, kẻo một số người người ta cảm thấy ác cảm á, giống như là người ta bị dụ dỗ. Nhưng mà chúng ta nói là mời bạn đến với chúng tôi trong ngày hội loan báo tin mừng, thì bạn đến là chúng ta giúp cho bạn nhận ra Chúa, còn bạn có tin hay không là do ơn của Chúa Thánh Thần. Đó, đây là một cái hoạt động rất là đặc biệt trong năm nay và trong cái tháng này. 2 tuần nữa chúng ta sẽ cử hành cái ngày này. Và trong tháng này thì ngoài cái việc đó, chúng ta còn có lần chuỗi mân côi để đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn câu lời Chúa trên bảng coi. Mắt theo các con đọc đây, 2, 3. Rồi, dừng lại. Đọc như là sắp chết vậy đó. Giống như mấy ông bà già hết hơi vậy. Đâu chúng ta còn nhỏ rồi, còn trẻ khỏe lắm mà đọc như nhỏ quá. 2, 3. Nhớ hàng, mỗi người chúng ta là một tá điền, một người canh tác vườn nho cho Chúa, và Chúa ban cho các con nhiều những ân sủng, những ân huệ. Chẳng hạn như chúng ta có được sức khỏe, rồi chúng ta có các bạn có khả năng hát, tham gia ca đoàn, có bạn có khả năng vẽ, rồi trang trí những cái bảng thi đua ngày kia, rồi có những bạn có khả năng toán, rồi có những bạn có những cái tài năng này, tài năng kia. Và quan trọng nhất là Chúa ban cho chúng ta biết Chúa. Đó là một ân sủng lớn, không có ân sủng nào lớn bằng. Đây là một ân huệ nha, chứ không phải là một cái sự gì đó là bó buộc hay là khó chịu đâu. Chúng ta biết Chúa đó là một đặc ân rất là đặc biệt. Và khi chúng ta đã lãnh nhận được ân sủng, chúng ta trở thành tá điền của Chúa, thì chúng ta phải thu hoa lợi cho Chúa, chứ không phải biết Chúa rồi chúng ta giữ như luôn cho mình. Rồi Chúa sẽ sai người khác đến, Chúa sẽ sai những cái người làm công của Chúa đến, để Chúa sẽ sai những tôi tớ của Chúa đến để thu hoa lợi. Mà nếu như chúng ta không có làm sinh lợi những cái hồng ân mà Chúa ban, thì Chúa đến thu chúng ta chẳng có gì hết á. Mà không có gì thì Chúa sẽ không cho chúng ta làm tá điền nữa. Chúa sẽ đuổi chúng ta đi cho những người khác, cho các bạn khác. Các bạn bây giờ chưa biết Chúa đó, biết đâu các con không chịu làm, Chúa đuổi không cho chúng ta ở trong giáo hội của Chúa nữa, mà gọi các bạn khác đến để canh tác vườn nho của Chúa, để nhận những hồng ân của Chúa. Như vậy thì chúng ta sẽ buồn lắm. Làm sao để chúng ta cũng mời các bạn đến, để chúng ta với các bạn cùng trở thành những tá điền của Chúa, để cùng đem Chúa đến cho những người xung quanh. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta là những tá điền của Chúa. Ngài ban cho chúng ta rất là nhiều những ân sủng, nâng đỡ chúng ta suốt cuộc đời, từ ngày chúng ta sinh ra cho tới bây giờ. Chúng ta được ở trong một giáo xứ với nhiều truyền thống tốt đẹp. Chúng ta được ở trong môi trường đạo đức tốt lành của vườn nho Bình Thái. Nhưng mà chúng ta chỉ hưởng mà chúng ta không sinh hoa lợi cho Chúa, thì Chúa sẽ không đồng ý. Và Ngài sẽ đưa sai những tôi tớ của Chúa đến để thu hoa lợi của chúng ta. Và ngày chúng ta phải trả lẽ, đó là ngày cuối đời của chúng ta. Nếu như lúc đấy Chúa hỏi mà chúng ta không có hoa lợi cho Chúa, không làm được những việc tốt lành, không đem Chúa đến cho những người khác, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải khó khăn để trả lời với Chúa. Thậm chí Chúa sẽ loại chúng ta ra khỏi phần thưởng nước trời mà Chúa hứa ban cho chúng ta.
thứ hai tuần 27 mùa thường niên. Khởi đầu sách Xuân Nhôn Sứ Giô-na, chương 1, câu 1 đến chương 2 câu 1 và câu 11. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na con ông Amittai rằng: Hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi Tác-xít, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tác-xít. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tác-xít với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu lên, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông, sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi, may ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau, nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ngay ông Giô-na. Họ bảo ông, vì ông là người đã đem lại tai họa này đến cho chúng tôi, thì xin ông cho chúng tôi biết, ông làm nghề gì, ông từ đâu đến, quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ, tôi là người Hy-ri, đấng tôi tôn kính là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Những người ấy sợ, sợ lắm. Họ nói với ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông, chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặn đi không còn đe dọa chúng tôi nữa? Quả thật biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ, hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa. Vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Những người ấy cố chìa vào đất liền nhưng không thể được, vì biển càng lúc càng dữ dội khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa, ôi lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con, vì lạy Đức Chúa chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Sau đó họ đem ông Giô-na ném xuống biển. Biển dừng cơn giận dữ. Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm. Họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa. Bây giờ Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Rồi Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên mặt đất. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các con thiếu nhi rất thân mến, bài đọc 1 chúng ta vừa nghe là một câu chuyện trong Cựu Ước rất là hay và nổi tiếng, nói về một ngôn sứ đó tên là gì nhỉ? Bạn nào còn nhớ được tên của vị ngôn sứ? Dạ mời con giơ tay này. Rồi mời con nói lớn lên. Cha không nghe được. Em nói là ngôn sứ gì? Ôi, cảm ơn con. Nói về tên của một ngôn sứ, đó là ngôn sứ Giô-na. Ông Giô-na này thì Chúa sai ông đi đến thành Ninive. Thành này là một thành phố lớn của Assyria, là kẻ thù của người Do Thái. Bởi vì họ đã nhiều lần tấn công nước Do Thái, nên là khi Chúa sai ông đến để loan báo cho người dân trong thành là hãy sám hối, bởi vì tội lỗi nhiều quá. Nên là Giô-na nghe lời đấy thì tức tốc lên đường, nhưng mà không phải đi đến Ninive mà đi trốn Chúa. Các con, mình có trốn được Chúa không? Có đi tới đâu để trốn được Chúa không? Các con còn biết không trốn được Chúa, vậy mà cái ông này, ông chạy đi ông trốn Chúa. Thế là xảy ra một câu chuyện rằng ông đi lên trên thuyền để đi trốn Chúa, thì Chúa cho bão giông ập đến và thuyền bị sóng đánh tơi bời. Thế là
các thủy thủ quỳ xuống cầu nguyện với các thần của họ, nhưng mà sóng nó vẫn cứ đánh. Jonah thì ở dưới hầm tàu ngủ, không biết sao ngủ say như vậy. Thường đi thuyền mà nó lắc chừng 2-3 cái thôi là tỉnh liền, nhưng mà Jonah vẫn ngủ. Tại sao lại ngủ ngon như vậy không biết. Thế là một trong các thủy thủ đến lay ông Jonah dậy, nói rằng: dậy đi, sắp chết đến nơi rồi còn ngủ nữa. Ông hãy quỳ lên mà cầu nguyện với thần của ông đi, chứ chúng tôi cầu nguyện nãy giờ mà không ăn thua gì cả, rồi hàng hóa vẫn gần hết rồi. Thế là hỏi với Jonah là: ông là ai, thần của ông là ai? Jonah nói rằng: tôi thờ Thiên Chúa là đứng bảo thành trời đất và biển khơi, và tôi đang đi trốn Chúa. Ông chồng tôi chết rồi, ông thần của ông mạnh như vậy mà ông trốn sao nổi. Bây giờ ông phải nói cho chúng tôi biết là chúng tôi nên làm gì với ông, bởi vì sóng biển nó mạnh quá rồi. Ông Jonah nói là: bây giờ vớt tôi xuống biển là hết. Các thủy thủ sợ lắm, bởi vì nó phạm cái tội giết người. Tuy nhiên sóng nó cứ đánh ầm ầm như vậy, nên là miễn cưỡng họ phải làm theo ý của Jonah. Lúc đấy thì biển yên sóng lặng, và Thiên Chúa sai một con cá đến nuốt lấy Jonah và đem đến đất liền. Sau 3 ngày 3 đêm, một câu chuyện rất là hay. Tuy nhiên chỉ nghe chuyện hay thì không đủ, chúng ta cần tìm hiểu xem Chúa muốn dạy chúng ta cái điều gì qua câu chuyện này. Xin gửi lên cho cộng đoàn các con 2 điểm để chúng ta suy nghĩ ha, gọi là suy niệm đó. Điều đầu tiên là Thiên Chúa chúng ta là một đấng rất là tốt lành. Nếu như mà Ngài thấy thành Ninive mà phạm tội và Ngài nổi giận thì thành nó thành cho bụi mất, sẽ tiêu diệt thành liền. Nhưng không, Chúa kiên nhẫn chờ đợi, và Chúa muốn cái thành nó được hối cải. Nên điều thứ hai, Chúa tự mình có thể làm được hết mọi sự, nhưng mà Ngài muốn mời gọi con người cộng tác vào công việc của Chúa. Nên Ngài mới sai Jonah đi, và Ngài đã chọn chính Jonah. Và cho dù Jonah có chạy trốn đi chăng nữa, Chúa cũng có cách Chúa lôi lại. Đây là điều thứ hai chúng ta học hỏi. Khi Chúa đã chọn ai trong chúng ta làm việc cho Chúa thì có chạy cũng không trốn nổi. Nếu Chúa chọn các con trở thành những linh mục, những nữ tu thì chạy cũng không nổi đâu các con. Xin kể cho cộng đoàn câu chuyện của đời con. Năm con dự tu cũng lẻ nghe lắm, những cảnh sốt sắng gì đâu, cũng muốn nghỉ lắm rồi. Nhưng mà một biến cố xảy ra là cha chánh xứ lúc đấy thiếu người cho rước lễ. Thế là Ngài gọi con vào: Tết này đang thiếu người, anh sắp xếp để vào cho rước lễ. Mà một khi đã bước lên cho rước lễ thì từ các ông tránh, ông chùm, rồi tới thiếu nhi toàn gọi bằng thầy không. Bảo thôi đừng gọi con bằng thầy, con đang phải dự tu. Nhưng mà không, cứ gọi vậy cho nó quen. Nên là con muốn nghỉ mà người ta cứ gọi bằng thầy, làm sao nghỉ được. Nên thôi, cứ chịu khó một thời gian, rồi cuối cùng thấy nó cũng ổn. Đấy, nếu Chúa đã chọn và gọi chúng ta vào một vị trí nào thì có chạy cũng không chạy nổi đâu. Nên điều quan trọng là hãy cầu nguyện để xem Chúa muốn chúng ta làm gì cho Chúa. Nếu như chúng ta đã nhận ra mà chúng ta cộng tác vào thì đời chúng ta thật là hạnh phúc. Nếu chúng ta chống lại như Jonah đó thì bão tố sẽ ập đến, và đời của chúng ta không hề yên ắng một chút nào. Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa, muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác, đặc biệt trong tháng 10 này, tháng truyền giáo, thì hãy cố gắng cộng tác. Bởi vì chúng ta không làm thì sóng gió sẽ ập đến của chúng ta, như là ngôn sứ Jonah vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô mắt ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại và nói: Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giữ con một tay. Chúa đáp: Mát ta ơi, chỉ băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đang chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các con thiếu nhi rất thân mến, sống một đời Kitô hữu, chúng ta có rất nhiều chuyện để phải làm. Và nếu chia nhóm ra thì có hai nhóm chính, gọi là hai công việc chính, đó chính là cầu nguyện và hoạt động. Hai nhóm này có sự tương tác, hỗ trợ và bổ khuyết cho nhau. Để có thể hoạt động được thì cần phải có nguồn năng lượng, cần phải nhận ra được ý Chúa trên cuộc đời của mình, và đó chính là cầu nguyện. Tuy nhiên nếu như chỉ cầu nguyện không mà không hoạt động thì cái sự cầu nguyện đó nó có thể xáo rỗng. Nếu không bắt tay vào việc mà chỉ nói không thì có ước nguyện không thì không đủ. Tuy nhiên để so sánh hai việc này thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc cầu nguyện. Câu chuyện xảy ra trên hành trình Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, và trên hành trình đấy thì Ngài đã có nhiều những ưu tư, bởi vì đối diện Ngài trên Jerusalem đó là giá, đó là đau khổ, là bị sỉ nhục, là bị cô đơn. Và Ngài phải nỗ lực hết sức để làm sao có thể hòa hợp ý của mình với thánh ý của Chúa Cha. Ngài cần một nơi yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi, và cần những tâm hồn biết chia sẻ với Ngài. Ngài đã tới Bethania, một làng nhỏ gần Jerusalem, và Ngài đã được các chị em nhà Maria, Martha, Lazaro đón tiếp. Và nơi đó có hai chị em với hai thái độ đón tiếp Ngài khác nhau. Một người thì tất bật lo cho Chúa Giêsu và các tông đồ có được bữa ăn cũng như những tiện nghi để có thể nghỉ ngơi thoải mái, đó là cô Martha. Còn cô Maria thì ngồi dưới chân Chúa để chia sẻ những tâm tư, những ưu tư và kể cả những lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Nếu như chỉ dừng lại ở đấy thì chẳng có gì để bàn. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cô Martha đã thấy rằng người em của mình gần như không hiểu chuyện, nên cô ghen tị và thậm chí khó chịu đối với Chúa, nên nhắc khéo Chúa rằng: Em con nó để con làm nãy giờ mà thầy chẳng có thấy gì cả hay sao? Thầy bảo nó để giúp con đúng không? Nếu đúng ra thì bà này bà chẳng cần phải nói với lại Chúa Giêsu đâu, bởi vì bà là chị hai. Mà hình như là gia đình các ba mẹ không còn nên là chúng ta chưa bao giờ nghe thấy nhắc. Nên nếu mà chị hai mà gánh vác việc gia đình thì uy thế rất là lớn. Nên trực tiếp cô Martha có thể nói với em gái của mình là Maria cũng được. Nhưng mà chắc là giận lấy, giận luôn cả Chúa. Nên Chúa nhắc nhở Martha rằng: Martha ơi, chỉ băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất. Đúng thật là trên cuộc đời có rất nhiều chuyện, nhưng phải xếp thứ tự, đầu ưu tiên cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau. Tất cả những công việc đều có tác dụng bổ khuyết cho nhau. Tuy nhiên trọng tâm vẫn có và phải nhận ra được. Chúa Giêsu chỉ cho thấy trọng tâm đó là một đời sống kết hiệp với Chúa, mà chúng ta quen gọi đó là cầu nguyện. Quý bạn chị em,
nhiều người chúng ta đọc kinh cũng là một hình thức cầu nguyện, nhưng xin thưa đó chỉ mới là cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện không chỉ đơn giản là đọc kinh, đó là một phần. Cầu nguyện còn có trí tuệ, có là chúng ta ngồi ta suy nghĩ về những cái diễn biến xảy ra trong cuộc đời, chúng ta suy nghĩ về những lời của Chúa dạy, chúng ta suy nghĩ về tất cả những biến cố xảy ra trên thế giới và trong cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại và suy nghĩ về tương lai. Và cao hơn nữa, cầu nguyện còn là tâm nguyện, có nghĩa là ngồi một mình thinh lặng với Chúa. Điều này thì Trang dạy cho các con thiếu nhi trong tháng 9 vừa rồi, đó là gì, gọi là gì, nhớ không? Con nhớ không? Tháng 9 vừa rồi là gì? Con đứng đây con. Đúng rồi, là biến Chúa đời cho em đại pháo tay chính xác à. Biến Chúa là ngồi một mình với Ngài, khẩu nguyện một chút nhưng vẫn là một quãng thời gian dài để thinh lặng. Tháng 10 này thì đọc kinh Mân Côi, tuy nhiên nếu chỉ đọc cho xong chục này hay là cho xong chục khác thì vẫn chưa đủ, mà thậm chí có khi bị coi là mất giờ. Nên sau những ngắm Mân Côi, chúng ta có thể dừng lại đôi chút để suy nghĩ về các mầu nhiệm, để có thể chiêm ngắm con đường của Chúa đi và làm sao nỗ lực bước theo con đường đó. Khi thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta nhận ra được hai cái việc quan trọng trong cuộc đời của chúng ta là phục vụ Chúa và cầu nguyện với Ngài. Hai công việc này thì gốc rễ chính là cầu nguyện, và hoa trái của cầu nguyện đó chính là việc phục vụ. Nên chúng ta cân đối hai chuyện này, mỗi ngày hãy dành một chút thời gian để thinh lặng, để cầu nguyện với Chúa. Nếu được, đến nhà thờ để viếng Chúa, mọi những khó khăn gian khổ sẽ tan biến và Chúa sẽ bổ sức và soi sáng chúng ta nên làm gì. Và khi đã nhận ra được ý Chúa, hãy mong mắn và can đảm thực hiện ý đó trong cuộc đời của chúng ta. Và thêm nữa, đừng ganh tị so đo với người khác. Sao người ta làm nhiều quá mà chẳng cầu nguyện? Hay là người kia sao cầu nguyện nhiều quá mà chẳng làm việc? Không, tất cả những điều đó đều cần thiết và Chúa sẽ soi sáng cho mỗi người tùy theo cái khả năng của họ có thể tiếp thu được như thế nào. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, theo lời của tòa tổng giám mục, tất cả các giám sứ trong tổng giáo phận của chúng ta đang tiến hành việc bầu cử hội đồng phục vụ mới, bắt đầu từ ban thường vụ rồi đến các giáo họ rồi đến các hội đoàn. Và trong cái bầu cử này thì trong buổi tĩnh tâm, các cha có than phiền rằng khó tìm người ra để ứng cử quá, và có nhiều lý do mà người ta từ chối. Một trong những lý do đó là người ta nói rằng họ lớn tuổi, mà thực sự là không có lớn, nói lớn là chống chế thôi.
Nhưng mà cha xứ và bà con giáo dân thì nhận thấy là người đó vẫn còn làm việc tốt, rồi chắc vì những lý do khác, nhưng họ lại chống chế vì lớn tuổi. Chắc là nền tảng quan trọng của cái việc từ chối đấy chính là sự thiếu yêu mến Chúa và giáo hội. Nếu người ta yêu mến Chúa và giáo hội đủ thì đó không phải là lý do chính. Người ta có thể lướt qua được mọi sự. Và điều kiện của lòng yêu mến đến độ mà Thánh Phêrô, một ngư phủ mà còn được Thiên Chúa đặt làm người giáo hoàng đầu tiên. Đối với Chúa, yêu mến là đủ. Những thứ khác Ngài sẽ từ từ thêm sức cho. Có một câu thành ngữ rất hay: Chúa chọn những người có khả năng và Chúa ban khả năng cho những người Chúa chọn. Chúa biết là chúng ta yếu đuối đấy, nhưng Ngài đã chọn rồi. Chúng ta quảng đại đáp lại thì Chúa sẽ thêm khả năng cho chúng ta, miễn là chúng ta đủ yêu mến Chúa. Trong góc nhìn này thì hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 là một ví dụ rất điển hình. Cha cố hôm nay còn có hỏi: năm nay ngày 75, mà lúc đấy Đức Giáo Hoàng còn gọi là Hồng Y Angelo Giuseppe Rocari đã 77 tuổi rồi, lớn hơn cha cố chúng ta tới 2 tuổi. Ở tuổi này chỉ còn muốn nghỉ ngơi thôi, cái gì cũng tắt máy thả rề thôi, rồi dọn mình chờ đón Chúa thôi. Mà bây giờ chọn làm giáo hoàng thì nghe tin như sét đánh vậy. Bởi vì áp lực của một vị giáo hoàng là cực lớn. Nên ở tuổi 77, khi Ngài nhận làm giáo hoàng, con thiết nghĩ là Ngài yêu mến Chúa và giáo hội vô cùng nồng nàn. Nếu không yêu mến đủ, Ngài hoàn toàn có thể từ chối: tôi lớn tuổi rồi. Mặc dù ở độ tuổi đó vẫn cho phép được nhận nhiệm vụ, nhưng Ngài hoàn toàn có thể từ chối vì lý do lớn tuổi. Nhưng không, Đức Hồng Y Rocari đã không vì lý do đấy, và Ngài khiêm tốn đón nhận và chọn tước hiệu Gioan 23. Và lúc đấy cả một triều đại giáo hoàng của Ngài, người ta nghĩ rằng chắc là cái triều đại này tàn tàn thôi, tại vì vị giáo hoàng này lớn tuổi rồi, chắc chẳng làm ăn gì nữa đâu. Thôi cứ yên ngày yên tháng, vài năm nữa chọn vị giáo hoàng nào trẻ hơn thì sẽ có những cải cách. Tuy nhiên giáo hội Chúa có những đường hướng đặc biệt. Chỉ sau 2 năm, 3 năm làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã chủ trương mở công đồng Vatican II. Đây là công đồng lần thứ 21. Trước đó thì 20 công đồng trước chủ yếu là chống lại những lạc giáo. Trong khi đó, các hồng y hỏi Đức Giáo Hoàng: thưa Đức Giáo Hoàng, bây giờ đâu có lạc giáo nào đâu, giáo hội đang yên bình mà, mở công đồng chi cho nó vất vả vậy, rồi tốn kém, rồi xáo trộn nhiều sự lắm. Đức Giáo Hoàng đang ở trong phòng họp, Ngài đi ra ngoài, Ngài mở cửa sổ, Ngài nói rằng giáo hội lâu ngày rồi đóng cửa rồi, bệnh tật nhiều lắm rồi. Đúng là không có gì xáo trộn, nhưng mà cứ đóng cửa riết rồi bệnh nó cũng phát sinh ở trong đấy, nên mở cửa ra để thông thương với đại thế giới. Và công đồng Vatican II là một công đồng mở cửa rất nhiều những cái cải cách, rất nhiều những tư tưởng, rất nhiều những suy tư, những thực hành mới sau công đồng Vatican II. Con xin kể một vài những cái chuyển biến sau công đồng.
Thứ nhất về phục vụ thì dịch thánh kinh ra các ngôn ngữ bản xứ. Trước kia là đọc toàn tiếng Latin thôi, đọc rồi cũng như không đọc. Lễ tiếng địa phương, ông cố nhà con là giúp lễ. Bây giờ cố mất rồi, chứ khi ông cố còn sống đọc câu nào cũng trả lời câu đấy. Rồi con hỏi là trả lời như vậy có hiểu không? Có lúc hiểu lúc không. Mấy câu đơn giản thì ông cố hiểu, còn mấy câu phức tạp mà không hiểu đặt như vậy thôi. Mà là giúp lễ đấy nha, mà trả lời thánh lễ hàng ngày đấy. Hỏi mình ngồi dưới mình có hiểu gì đâu. Mấy bà nói hôm nay cha dự lễ sốt sắng quá, con lần được hai chuỗi. Ôi ơi, dự lễ mà ngồi lần được hai chuỗi, tại có hiểu gì đâu. Cha em muốn đọc thì đọc, mình cứ lần chuỗi thôi. Lễ địa phương và linh mục quay xuống. Trước đó thì linh mục cứ quay lên, đã quay lên còn đọc tiếng Latin mà không có micro, ai hiểu gì? Đi xem lễ không hề hiệp dân được bao nhiêu hết. Rồi về các mối tương quan xã hội, rồi đại kết với chính thống giáo, rồi các anh em tin lành anh giáo không xem các tôn giáo khác là thù địch, không xem các tôn giáo là ma quỷ, mà công nhận nơi các tôn giáo khác có hạt giống của đức tin, rất là quan trọng. Đây là một bước chuyển biến rất lớn, không tặng các tôn giáo khác làm thế thù nghịch nữa. Về giáo hội Việt Nam, năm 1960, ngày 24 tháng 11 năm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Từ đây chính thức người Việt Nam hướng dẫn người Việt Nam. Còn trước kia, tất cả các giám mục, những quyết định quan trọng của giáo hội Việt Nam là do các cha thờ sai. Về năm 1960, nhờ ơn của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, giáo hội Việt Nam tự trị, tự mình quyết định vận mạng của mình. Và sau đó giáo hội Việt Nam phát triển rất mạnh, với nhiều những giáo phận được sinh ra, và đến nay đã là giáo phận thứ 27. Vâng, chúng ta dâng lễ kính thánh giáo hoàng Gioan 23, xin kể một vài những câu chuyện liên quan đến ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, và dẫn thân cho dẫu rằng tuổi cao sức yếu. Ngài chỉ có khai mạc được một phiên họp của cộng đồng Vatican II mà thôi, sau đó ngài qua đời luôn. Và các phiên họp còn lại do Đức Giáo hoàng Paulo VI duy trì, và Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II là người áp dụng cộng đồng Vatican II vào giáo hội. Ba vị giáo hoàng này liên kết với nhau rất là chặt chẽ, và có thể nói khởi đầu đó chính là giáo hoàng Gioan 23. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, để nếu như Chúa chọn chúng ta vào vị trí này, vị trí khác, công việc này, công việc nọ, cho giáo xứ, cho giáo họ, cho gia đình, cho những hội đoàn, thì xin quảng đại. Câu đầu tiên chúng ta phải hỏi, tôi nhận nhiệm vụ này, tôi hay là tôi từ chối này, tôi có phải đang yêu mến giáo hội hay không? Tôi có đang yêu mến hội đoàn tôi hay không? Tôi có đang yêu mến giáo xứ, yêu mến giáo họ của tôi hay không khi tôi quyết định như vậy? Nếu như câu trả lời là có, thì chúng ta cứ mạnh dạn thực hiện. Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này bị đền bạc, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ bị ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy,
ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy lắm mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bóc vỏ cả. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ yêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Xin chào các bạn chị em. Chào đến chào các con thiếu nhi. Vỗ tay to. Buổi sáng khi mới ngủ dậy, việc đầu tiên mà các con làm là việc gì? Việc đầu tiên khi ngủ dậy là việc gì? Rồi, mời con. Con ra đây. Dạ, con đọc kinh sáng. Con đọc kinh gì? Đúng rồi, đọc kinh gì? Dạ, con đọc một kinh Gia và một kinh Kinh Thánh. Rồi, đọc tay to. Việc đầu tiên sáng dậy không phải là đi là đánh răng hay rửa mặt, mà là làm dấu thánh giá đó, rồi đọc kinh ha. Nhưng mà cha hôm nay cha dạy cho con một điều hay hơn nữa. Sau khi đọc kinh hoặc là trước khi đọc kinh, các con cảm ơn Chúa. Nói là con cảm ơn Chúa hôm nay đã cho con một giấc ngủ ngon. Đó, đã có bạn nào làm vậy chưa? Một, hai, ai làm vậy đâu giơ tay cho coi. Rồi, cảm ơn các con. Cho chàng thiếu nhi, cho chàng phó tay cho thiếu nhi chúng ta khá tốt rồi ha. Bạn nào làm rồi thì cứ tiếp tục phát huy. Bạn nào chưa làm thì từ sáng mai bắt đầu làm nha. Sáng ngủ dậy làm giống, đừng có lăn lộn trên giường quá nha. Đừng có nướng nó cháy giường hết. Biết nướng không? Cứ lăn qua lộn lại mãi chẳng chịu ngồi dậy, gọi là nướng. Nướng giống người ta nướng cá đó. Khi mà biết giờ mình phải dậy thì ngồi dậy và làm dấu cảm ơn Chúa. Sau đó cầu xin một điều hay là cầu nguyện đó. Rồi, sáng nay có bạn nào xin Chúa cái gì đâu? Cho rồi, sáng nay con xin Chúa điều gì? Đứng lên. Thưa cha. Thưa cha là xin Chúa ta cho con để con mạnh khỏe. Giỏi, cho con đây to, đúng rồi ha. Xin như vậy là ba mẹ nghe, ba mẹ vui lòng lắm. Rồi, chị, con xin Chúa điều gì nè? Dạ, cha, con xin Chúa cho con một ngày bình an. Giỏi, con cho con đây thật to, đúng rồi. Đặt câu hỏi khó hơn một chút, câu hỏi vừa rồi vẫn dễ. Hôm nay xin Chúa cái gì liên quan đến ngày hôm nay? Hôm nay có cái hoạt động gì rất đặc biệt mà những ngày khác không có? Xin cái gì dính vô ngày hôm nay mới hay nè. Rồi, mời con xin cái gì đặc biệt mà ngày mai không cần xin điều đấy luôn? Xin hay quá, có tay thật to, đúng rồi ha. Lát nữa họ phụ huynh nên sáng các con biết chắc chắn là ba mẹ các con sẽ đến tối hôm nay, nên là xin cho buổi họp phụ huynh hôm nay được diễn ra tốt đẹp, hoặc là xin ba mẹ sắp xếp được công ăn việc làm để đến họp cho chúng con. Thấy mưa to quá thì xin sao? Xin hôm nay thấy mưa to thì xin gì? Xin gì? Rồi mời con. Con ra đây. Hồi nãy con có thấy mưa không? Và con cầu xin Chúa điều gì? Dạ con, dạ dạ con cầu xin Chúa là cho mưa rồi là hết mưa, ba mẹ có thể đi học. Dạ, cho con đây thật to, đúng rồi ha. Lời cầu nguyện hay là lời cầu xin của chúng ta liên tục trong ngày. Và hôm nay trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể một câu chuyện liên quan đến lời cầu xin đó. Ngài muốn chúng ta cầu xin như thế nào? Phải cầu xin liên tục. Ngài kể dụ ngôn, tên dụ ngôn đó là gì?
Rồi, mời Hân. Tên du ngôn là gì? Dạ, tôi cho là người phải sớm ngày. Con kể chút chút cho mọi người nghe xem. Không kể được, bạn nào kể được. Rồi, mời bạn gái. Con đứng lên. Con kể một chút về du ngôn cho mọi người nghe xem. Dạ, tôi cho là tên họ người. Tôi có người bạn lỡ đường. Tôi có người bạn lỡ đường và trên, nhưng mà không có cái gì để ông ta ăn cả, nên là cho tôi xin ba cái bánh. Rồi, nếu người đó không dạy vì tình bạn thì dạy vì cái gì? Nếu người đó không dạy vì tình bạn thì dạy để lấy, nhưng mà dạy để lấy bánh cho ông ta vì ông ta không có người đó. Đúng rồi, nhỏ lại là to, chính xác rồi ha. Câu kết rất là hay. Nếu như người bạn đó không dạy vì tình bạn, không dạy vì tình bạn có nghĩa là không có mến người bạn này nữa, bởi vì mình giờ này trễ rồi không dạy nữa, không vì tình bạn thì cũng dạy bởi vì cái anh kia anh cứ đứng lì đó, anh xin hoài nghe. Thứ nhất là mệt, nghe cứ xin năn nỉ hoài mệt vất vả, cứ nghe càm ràm hoài thì thôi dạy luôn cho nó xong. Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện hay là cầu xin Chúa cũng như vậy, có nghĩa là cứ xin cứ cầu nguyện. Hôm nãy một bạn này nó là xin cho ba mẹ được khỏe mạnh, ngày nào cũng xin chuyện đấy, giờ nào cũng xin chuyện đấy. Chúa nói nó xin hoài thôi cho nó cho rồi đi, đỡ mệt được không? Xin vậy được không? Chúa sẽ làm cho chúng ta nếu như chúng ta cứ kiên trì cầu xin. Và các con cầu xin thì có được không? Bây giờ bạn nào thử kể cho cha nghe xem, con xin một điều gì và Chúa cho cái điều đấy luôn. Chúa cho điều đấy luôn. Rồi, Long ra đây xem, con đã xin với Chúa điều gì và Chúa đã ban cho con? Dạ, cha, con cầu xin để tìm đi con. Rồi, Chúa cho làm sao? Rồi sau khi được thì sau khi được thi tốt thì con làm gì, con làm gì để trả ơn cho Chúa? Cảm ơn Chúa. Rồi giỏi, con cho có tay to. Đúng rồi ha. Một người bạn của chúng ta xin cho được học và thi tốt và Chúa ban cho bạn bởi vì bạn đã cố gắng nỗ lực. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng ta mà xin mà không được. Nhưng mà trong lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy sao? Anh em cứ xin thì, trả lời chung với cha coi, anh em cứ xin thì, trả lời chung lớn lên, anh em cứ xin thì, cứ tìm thì, cứ gõ cửa thì. Nhỏ, nói nhỏ, nói thì đúng rồi mà nhỏ quá. Đó là anh em cứ xin thì, cứ tìm thì, xứ gõ cửa thì. Lời Chúa dạy rất là rõ ràng, xin thì được. Và nhiều bạn xin đã được. Tuy nhiên trong thực tế có những điều chúng ta xin mà không được. Có bạn nào xin mà không được Chúa ban không? Có bạn nào xin mà Chúa không ban cho điều mình xin không? Rồi, mời con. Con xin Chúa điều gì và Chúa không thấy Chúa ban hết trơn, để con làm gì sau khi đó? Con xin cái gì? Con xin con cho con đi nhanh hơn hả? Chúa ban không? Chúa không ban cho con đi nhanh hơn thì con làm như thế nào? Ý là con đáp trả lại cái việc đó như thế nào? Cầu nguyện mỗi ngày cho mình đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn để làm gì? Hơi khó trả lời đúng không? Được rồi, con chạm vào tay đi ha. Ví dụ như con muốn trở thành một vận động viên, con muốn đoạt giải nhất trong cuộc thi chạy marathon, chạy bộ á, gọi là marathon, thì chạy mãi thấy cứ lẹt đẹt hoài,
toàn là nằm sau các bạn không, chạy còn chuột rút, chạy thì mệt thở không ra hơi, mà nhớ là cầu xin hoài Chúa, Chúa vẫn chưa ban cho. Lúc đấy chúng ta sẽ làm gì? Kiên trì cầu nguyện và nỗ lực tập luyện. Phải nỗ lực tập luyện. Có khi Chúa ban cho chúng ta đó, Chúa nói là ai xin thì sẽ được, nhưng mà Chúa không có nói là ai xin thì sẽ được như cái điều mình xin. Chúa sẽ ban cho, nhưng mà có khi Chúa ban cho chúng ta chậm một chút, hoặc là ban cho chúng ta điều tốt hơn cái điều chúng ta xin. Cha lấy ví dụ của một bạn khai tâm, một bạn xin con, ví dụ là xin cho mình được chạy nhanh hơn, nhưng mà Chúa cho mình cứ chạy lẹt đẹt hoài à, cứ hạng bét hoài, hay là chẳng được hạng nhất gì cả. Lý do là sao? Bởi vì thấy bạn gầy nhom mà yếu, có nghĩa là chưa có ăn, chưa ăn nhiều, chưa ăn ngoan, nên là chưa có to lớn, chưa có mạnh mẽ được. Nên có khi Chúa muốn dùng cái điều đấy để khích lệ bạn ăn nhiều hơn, để làm sao mình phát triển nhiều hơn. Thì khi có sức khỏe, vừa có sức khỏe vừa có chạy nhanh, sẽ tốt hơn là chỉ có chạy nhanh mà người như cây tăm ha, người gầy như cây tăm thì có chạy nhanh thì cũng chưa có ăn thua. Nên là có khi Chúa chưa ban, bởi vì Chúa có một cái điều khác nữa, một cái điều kiện khác nữa. Tuy nhiên nếu mà bạn ăn nhiều quá mà mập như heo thì cũng chạy không nhanh được. Nên là ăn vừa phải, đó, chúng ta phải điều độ. Khi xin thì chúng ta cũng phải cố gắng để áp dụng theo cái điều mà chúng ta xin, làm sao cho nó khả thi. Xin cho học giỏi thì cố gắng chăm chỉ, xin thông minh thì cố gắng học ngoan. Chứ còn xin học giỏi học ngoan mà mình không có cố gắng cộng tác với ơn Chúa thì Chúa có ban chúng ta cũng không nhận được. Hoặc là từ từ ban để cho chúng ta kiên trì, khiêm tốn trước mặt Chúa, để cho Chúa ban ơn. Thì khi chúng ta nhận được cái ơn đó, chúng ta sẽ biết ơn và cảm ơn Chúa. Và khi các con nhận được ơn đấy, hãy cảm ơn Chúa nha, và cố gắng cộng tác hơn. Đừng có thấy mình nhận được ơn, mình giỏi hơn người ta, mình chạy nhanh hơn người ta, rồi mình xem thường người khác là không được. Như vậy Chúa chúng ta sẽ rất là buồn. Kính thưa quý bạn chị em, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện. Và Chúa dùng hình ảnh của một người bạn quấy rầy đi mượn bánh của người hàng xóm và cứ năn nỉ mãi, thì người hàng xóm cho dấu không vì tình bạn, không vì tình hàng xóm láng giềng, thì cũng vì cái sự kiên trì của người bạn ở dưới đất, ở ngoài cửa, mà dạy cho cái người bạn ở ngoài cửa cho mượn những gì anh ta cần, bởi vì anh ta đã kiên trì cầu xin bản thân mình. Thứ sáu tuần 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 câu 15 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-em-dê-mun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ tiêu tan, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ trong lòng chính mình thì nước đó tồn tại làm sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-em-dê-mun mà trừ. Nếu tôi dựa thế Bê-em-dê-mun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi đảo qua những nơi khô cháy tìm chỗ nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đường quét tước dọn dẹp hẳn hoi,
nó liền đi kéo thêm 7 thần khác giữ hơn nó và chúng vào bằng đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy là còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cứ mỗi chiều trước lễ còn rất thích nhìn hình ảnh của cha cố ngồi tòa giải tội. Một lời mời gọi của lòng Chúa thương xót, mời gọi cộng đoàn đến để thú nhận tội lỗi và được Chúa ban ơn tha thứ qua bí tích giải tội. Và nhiều người đạo đức thì có thói quen một tháng, hai tháng đi xưng tội một lần. Tuy nhiên cũng có một số người không muốn đi xưng tội. Khi hỏi thì người đó nói rằng: con xưng rồi, một hai ngày sau phạm lại y như tội đấy, và thậm chí tội nó còn nặng hơn. Thôi khỏi xưng tội, bớt phiền phức. Có ai có ý nghĩ như vậy không? Nếu ai có ý nghĩ như vậy mà muốn xưng tội và mình được cải thiện, được sám hối thật lòng, thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một gợi ý. Chúa Giêsu nói rằng khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo quanh tìm kiếm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tìm mãi không thấy thì nó mới nghĩ cùng là thôi về nhà mình, nơi mình đã ra đi xem sao. Và khi trở về thì thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, nó rủ thêm 7 con quỷ khác nữa và làm cho tình trạng ngôi nhà đó tệ hại hơn. Khi chúng ta đi xưng tội cũng là cách, là một cơ hội để chúng ta quét dọn nhà cửa tâm hồn của chúng ta. Chúng ta xếp các đồ dùng trong nhà, bỏ bớt những đồ dùng cũ, hư, hay là lau dọn, chùi rửa và tất cả những vật dụng. Và nếu nhà cứ để vậy mà không có chủ thì không được. Nhà tâm hồn mà không có chủ, không đặt Chúa vào, thì ma quỷ nó đi ngang. Mặc dù là xưng tội là chúng ta đang đuổi nó đi, nhưng mà nó sẽ quay lại. Và không chỉ quay lại, nó còn quan sát xem cái nhà đó có chủ mới chưa. Nếu như mà vẫn còn bỏ trống, nó sẽ vào mà nó còn rủ thêm nhiều quỷ khác, có nghĩa có thể là phạm thêm nhiều tội khác. Bởi vậy khi xưng tội xong, hãy lập tức đặt Chúa vào trong nhà tâm hồn liền. Trong tháng này thì là đặt Chúa mâm côi là một cách thức, một lời mời gọi. Rồi thường xuyên đọc lời Chúa, cố gắng đi thánh lễ và lắng nghe lời Chúa dạy. Và khi rước Chúa, hãy xin Chúa ở lại trong tâm hồn của mình. Bởi vậy Đức Tổng mới nói là sau khi rước lễ chúng ta thinh lặng để tạ ơn Chúa là như vậy. Còn không, Chúa chỉ đi ngang tâm hồn chúng ta chứ Ngài không đi vào được. Và khi không có Ngài ở trong đấy thì ngại nhà của chúng ta sạch sẽ nhưng mà vô chủ, ma quỷ nó sẽ trở lại. Cho dù có đi xưng tội siêng năng đi chăng nữa mà không đặt Chúa vào, tình trạng tội lỗi của chúng ta khó có thể cải thiện và thậm chí có thể bị xấu hơn trước. Nên là với lời Chúa ngày hôm nay, mỗi lần chúng ta đi xưng tội hay mỗi lần chúng ta thú nhận những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta, hãy đuổi những tội lỗi đó đi, hãy làm những việc tốt lành, và đặc biệt hãy đặt Chúa làm chủ tâm hồn của chúng ta, để ma quỷ khi nó có trở lại, nó biết thăm cái nhà tâm hồn đó, nó thấy có chủ và đặc biệt nó thấy có Chúa thì nó không trở vào, nó không vào được, và nó cũng chẳng thù thêm các ma quỷ, các thần khác vào quấy nhiễu chúng ta được nữa. Amen.